Vâng. Đi lấy một cái môi, một cái bát to hướng tiết vào đây cho cụ. Vâng. Hiểu chưa? Hay đỡ mặc ở đây đỡ mặc ở xe lề gần năm cha xe bang gần năm tàu cục sổ bẹt từ gần mừng tân bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẹ tình nhà mẹ thổ mẹ tình mắn con mắn nhang cô mẹ mu nhang cũng bác à ở đây mi đại đệ cân tang đại bang cân nơi à đại đệ cân ba công à đại bang cân ba chức ca đại đệ cân ba chức mi 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 đại bang cân ba tình mi tình nâng mi tình yêu cầu phước cầu tâm cầu cầu sang cầu tâm kêu á tâm kêu gặp như mặt tầm ngắm người này vẫn đang nằm mà chờ từ phá lắm mơ vô ta phá mà mơ vô về nè khi đang đại đồ kẹt đồ đây ô tâm đồ minh tinh tinh tâm thần tinh tinh ngọc 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 tinh cái đấy con heo nó làm lâu mày em ơi nhưng mà nó mà khẹt đi bẩn nó khảo nó bẩn khẹt đi bẩn nó khảo nó bón cái len nó bẩn heo của tôi mình có phải xíu thử lâu khảo xong mà nó toán má mà nó lâu mày thế mà liu sống có mặt kiếm bảo cho hai cái kiếm nhé, bảo cho hai cái kiếm này, cái điểm, hai cái kiếm này, bảo cho hai cái kiếm à, em ơi, bây giờ anh bảo này, bảo cái lấy cái chiếu này lên, bây giờ lấy cái chiếu này lên là tí nó lấy cái, có cái túi milo hay là có cái gì về để giải xong rồi nó làm được con lợn là lấy vào đấy, khao luôn, tao xong rồi chặt chốt được cổ xong rồi là bắt đầu bọn nó lấy mình quay quay xong rồi lại phải khao một phát nữa là xong, thấy như thế không? Lấy cái cây kia về làm cái kiếm à? Ừ, lấy cái cây béo này làm hai cái kiếm này. Ừ, lấy cái chiếu lên đi. Cái con heo to này làm nhanh rồi đấy. Nay làm then này này các bà ơi đang trong chờ là nay ơi ra chờ. Đêm khuya vắng vẻ một mình đó. Giờ này đang lạnh. À, giọng thanh tang. Trấn Ninh, Văn Quan. Ừ.